Tập 19. Các hương thân, vào trong nội thành thôi. Đợi chút nữa ta gặp Lý Nhĩ Đa rồi, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Nào, vào thành ăn cháo cho ấm người. Nào, mời vào. Lợi gia, chúng ta vẫn còn thua một bước. Ý chà phu nhân, đây sẽ gọi là thua? Rõ ràng là chúng ta đã thắng rồi mà. Nàng nghĩ xem tại sao họ lại giở trò này. Không phải để chúng ta một đấm thẳng lên túi bông hay sao chứ? Để nàng đánh hụt là điều mà hắn muốn. Nhưng con cờ mà hắn ta dùng là lão bá tánh, chúng ta không làm gì được. Lão bá tánh đủ thâm lắm rồi, không thể để họ chịu thiệt, đúng không? Ây chà. Lưu Đình Nhân, mời. Đa tạ. Cảm ơn. Không hạ thêm bất cứ chỉ thị nào. Ngài ấy còn một lòng muốn chết. Bây giờ người có thể cứu ngài ấy chỉ có ngài thôi. Được rồi, ta đi với người một chuyến. Đại nhân, mời. Lão gia, chàng phải đi thật à? Đúng đó đại nhân, vì mà một lòng muốn chết. Ngài đừng nghe hắn, để hắn diễn một mình đi. Đi một chuyến thôi mà, ta cũng đang muốn xem thử trong hồ lô này có bán thuốc gì đây chứ. Lão gia, con đi với người. Đại nhân, tôi đi với ngài. Đại nhân, hay là tôi hộ tống ngài đi? Vậy đi, Hỷ Nhi với Tần Lãng đi theo ta một chuyến. Tử Phong, cậu nên ở lại bảo vệ phu nhân ha. Được. Lão gia, chàng tuyệt đối phải cẩn thận. Cẩn thận tên Lý Nhĩ Đa kia lại tính kế chàng đó. Ta biết mà. Lưu Đại Nhân, mời. Lưu đại nhân, ngài cho ta con đường sống đi mà. Mong Lưu đại nhân cho con tôi con đường sống. Nếu lão gia nhà bọn tôi chết, nhà chúng tôi thật sự sẽ tan cửa nát nhà, phải ăn mày đầu đường xó chợ. Hỷ Nhi à, có chợ. Đưa phu nhân với lại đứa trẻ về phòng nghỉ ngơi. Phu nhân, cậu cũng lui ra đi. Dạ đó. Lý đại nhân đứng dậy rồi nói: Ti chức không tròn trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, khiến Lê dân bá tánh phải tha hương, tội đáng muôn chết. Nếu như ngài không tha thứ cho ti chức tài chết không đứng lên. Lý đại nhân, người làm quan trên xứng với thiên tử, dư xứng với bá tánh. Quan trọng là phải làm xứng đáng với lương tâm mình. Ta nói không sai chứ? Nào, đứng dậy rồi nói. Dạ. Lưu đại nhân làm quan một vùng phải làm tròn hai chữ lương tâm, nói ra dễ lắm. Tuy chức không giống Lưu đại nhân, sau lưng là tể tướng gia cảnh xuất chúng, thân phận cao quý. Còn với những quan viên cấp thấp như bọn ta thì ngài có chuyện không biết thôi. Nói về tuy chức đi, từ nhỏ gia cảnh bần hàn hả? Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay cũng vì muốn cho ta một chức quan. Năm đó cũng vì muốn ta đỡ vất vả khi ôn thi. Vào một ngày mùa đông, bà ấy đi giặt đồ cho các hộ giàu, không biết giặt bao nhiêu bộ, để hai tay phải tật nguyền suốt đời. Tới bây giờ
Mỗi khi ta nhìn thấy bàn tay tật nguyền của mẫu thân, ta cứ phải nuốt nước mắt vào trong đó. Đại nhân à, ban đầu Tia Chức làm quan cũng y chang ngày vậy, muốn thanh liêm vì dân. Nhưng mà cái chuyện này cuối cùng cũng đành chịu, nước chảy bèo trôi. Tia Chức chỉ xin đại nhân để tình Khuyển Nhi còn nhỏ, mẫu thân thân tàn nhiều bệnh, giữ lại cái mạng nhỏ của Tia Chức giùm. Ây, Lý đại nhân à. Dạ. Nói vậy nặng lời rồi. Ây, Lý đại nhân. Dạ. Toàn bộ chuyện này ta cũng đều đã nhìn rất rõ, điểm này ngài nên nhớ. Còn nữa, bổn quan đâu có câu nào nói là muốn vạch tội của ngài đâu. Giả lại biết mình đã sai thì có thể sửa chữa kịp thời, đúng không? Không phải là ngài cũng đã phát cháo cho bá tánh sắp xếp lại chỗ ở, viên bổ đầu gì đó cũng ở ngoài cửa nhận tội rồi hay sao? Mấy chuyện này ta đều nhìn thấy hết mà. Nói vậy là Lưu đại nhân ngài tha thứ cho Tia Chức hả? Trước tiên khoan nói chuyện này. Mất bò mới lo làm chuồng chưa phải đã muộn. Lý đại nhân, ngài mặc lại bộ quan phục đi. Bá tánh của Lâm Thanh Châu vẫn mong ngài đứng ra làm chủ cho họ đó. Tia Chức phạm sai lầm nghiêm trọng tới như vậy, đúng thật là ngu ngốc vô cùng mà. Ây chà. Đứng lên đi. Ngồi đi rồi nói. Tạ đại nhân. Lý đại nhân, sao ngài nói ngài ngu ngốc? Ai nói ngài ngốc chứ? Thủ đoạn của ngài rõ như ban ngày rồi. Ai mà không phạm sai lầm, Lưu Dung ta cũng bị giáng chức không phải sao? Ngồi đi. Lưu đại nhân à, sao Tia Chức dám so sánh mình với ngài được chứ? Ngài từng là quan nhất phẩm của triều chúng ta mà. Lý Nhĩ Đa ta chỉ là tri phủ của một vùng, trong mắt ngài thì có là cái gì đâu. Lý đại nhân, đều là làm quan cùng triều, hầu hạ thiên tử, chức quan không giống, chỉ là do công việc cần làm khác nhau thôi. Nhưng mà thân là phụ mẫu một vùng, lại không bảo vệ khổ lương của sống cho bá tánh, ta vô dụng quá trời. Nghe ý của Lý đại nhân nói, lẽ nào có ẩn tình gì về kho lương cứu trợ hay sao? Thiên tai liên tục không thu hoạch được, ở Lâm Thanh Châu ta trai tráng cộng thêm có chút sức lực, dần dần vào rừng lập cướp hết rồi. Cướp bóc đột giết khắp nơi, ngay cả kho lương cứu trợ cũng bị bọn chúng cướp sạch rồi. Nếu không thì bá tánh không đến nỗi không có gì để ăn đâu. Vậy Lý đại nhân có biết là ai đã làm không? Ta không những tra được người này, hơn nữa ta còn bắt được hắn ta. Chính là Sơn Tạc Trấn Sơn Hổ của Lâm Thanh Châu đó. Người đã bị bắt, nhưng mà lương thực đã bị hắn chuyển đi bán từ lâu rồi. Ta vừa tức lại vừa hận. Hận là hận hắn, giận là giận ta. Vô dụng quá trời. Nhắc đến chuyện kho lương cứu trợ, ta thật sự rất muốn được tận mắt nhìn thấy tên Trấn Sơn Hổ này. Tia Chức lập tức đưa ngài đi tới nhà lao tra khảo hắn ta. Được rồi Lý đại nhân, tuyệt thực mấy ngày liền nên cơ thể suy nhược, kêu hạ nhân nấu chén cháo cho ngài, đích thân ta vào nhà lao gặp kẻ đó là được rồi. Đại nhân à, ta đã quét dọn dịch quán sạch sẽ hết rồi, muốn mời các vị vào dịch quán nghỉ ngơi. Như vậy Tia Chức cũng tiện việc bẩm báo tình hình nạn nhân với ngài. Thôi được, vậy thì ta quấy rầy vài bữa, đợi xoa dịu nạn dân xong rồi sẽ rời khỏi đó. Cáo từ. Cảm ơn Lưu đại nhân. Lý Nhĩ Đa này cũng nhiều chiêu trò thật đó, vừa nhìn đã biết hắn ta giả tạo. Ta thực sự không hiểu nổi tại sao lão gia còn muốn đi gặp hắn chứ. Phu nhân,
Lão già bà đi, chắc chắn ngài có dự tính. Người đừng có quá lo. Ta không thèm lo cho chàng ấy. Còn Hà Tử Phong của ngươi, ngươi nên lo cho tử tế đi. Hà đã nhân lợi Hà như vậy, tôi mới không cần lo. À đúng rồi, Tử Phong đâu? Đi uống rượu rồi. Uống rượu? Là Tần Bổ Đầu gọi ngài ấy đi rồi, nói để giải sầu. Tên Tần Lãng này bình thường có vẻ buồn không thèm lên tiếng, đến lúc cần thiết lại rất tỉ mỉ. Đúng vậy, nhưng mà lão già nhìn người luôn rất là chuẩn. Nè 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 nè, huynh cuốn gì vậy? Một lát lại say quá, ta không khiêng nổi về đâu nha. Huynh về đi, đừng có lo cho ta. Uống rượu mà không uống nhiều thì uổng công lắm. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Để ta nói huynh nghe, anh hùng kiểu này sẽ có lúc tới mạch thành hết. Ê, mấy gia dịch quỳ xuống trước cổng lúc nãy, có người nào đánh huynh không vậy? Có chứ. Vậy không phải xong rồi sao? Có rảnh thì huynh cứ gọi ta đi đánh cho đám người kia một trận. Chuyện này không phải xong rồi hay sao? Được đó, Tần đại ca. Ê, hay là vậy, ra tay đánh người ta không cần huynh giúp, nhưng huynh có thể giúp ta gọi Mộng Nam cô nương ra đây không? Chuyện này có liên quan gì tới cổ chứ? Ta muốn cô ấy nhìn cho kỹ ta xử lý mấy tên tép riêu kia như thế nào. Lần này ta quay về cảm thấy như ánh mắt cô ấy nhìn ta đã thay đổi rồi. Xem ra ta đã suy nghĩ nhiều rồi ha. Hả? Cái gì? À, không giấu gì huynh đâu, thông qua chuyện lần này, hình tượng của huynh trong lòng của Mộng Nam cô nương quả thật là xuống dốc không phanh đó. Huynh, huynh cũng cảm thấy vậy sao? Vậy Tần đại ca, huynh thấy bây giờ ta nên cứu vãn hình tượng bằng cách nào đây? Không cứu vãn được rồi. Tiêu rồi. Tử Phong à, huynh hãy nói thật lòng cho ta đi. Huynh thật sự thích Mộng Nam đúng vậy không? Ta thật lòng thật dạ thích cô ấy mà. Để ta lấy ví dụ nha. Đây là huynh nè, còn đây là Thu Mộng Nam. Huynh là tam phẩm đới đao thị vệ, mỗi ngày huynh sẽ tiếp xúc với ai vậy hả? Hoàng thượng, dương giá. Nhưng Mộng Nam cô nương người ta chỉ là một ngỗ tác nhỏ nhoi, người ta chỉ tiếp xúc với thường dân áo giải, còn không những là người ngưng thở với hai thật người. Thật sự là ta không có để ý mà. Huynh không để ý hả? Ở trên cao nhìn xuống huynh đâu cần để ý đâu. Nhưng mà cổ ở giữa khoảng cách quá lớn, đây là không môn đăng hộ đối đó. Hơn nữa huynh xem, lúc huynh xuất hiện trước mặt Mộng Nam cô nương người ta, hình tượng cao lớn như vậy quá ư là khí thế, làm người ta cũng phải thấy khiếp sợ. Huynh lại theo đuổi tới cùng, vậy không tránh huynh thì tránh ai? Coi ra ta thật sự không hiểu cô ấy. Nè Tần đại ca, huynh với cha của Mộng Nam cô nương có giao tình, huynh còn là người bản địa, huynh nói coi. Tình hình của bọn ta như vậy, ta nên dùng cách gì để mà đến gần với cô ấy đây? Huynh thử phân tích giùm ta xem. Cái giao tình này vẫn là giao tình. Huynh muốn kêu ta giúp huynh đánh nai, một tay ta xử hết. Nhưng huynh nhờ ta giúp theo đuổi cô nương, cái chuyện này đúng là dốt đặt cán mai thiệt rồi. Sao lại dốt đặt cán mai chứ? Ê, vậy thì giữa huynh với bà chủ quán rượu kia không phải giữa hai người vẫn đang rất ổn sao? Huynh nói lung tung gì vậy? Có thể như nhau được hay sao? Đó là tẩu của ta mà. Làm gì mà huynh quán vậy? Được rồi, tẩu tẩu của huynh ta sai rồi hả? Ta phạt một chén. Được rồi, một người tẩu tẩu khiến cho huynh quýnh quán như vậy, coi ra hai chúng ta đồng bệnh tương lân rồi. Được, không hỏi huynh nữa, ta tự phân tích lấy thôi. Ê, tối nay muốn uống vài chén không? Được, gọi thêm đại nhân đi, mà huynh đừng có gây quả đó nghe. Ai gây quả chứ? Đại ca, đại ca, Lưu đại nhân. Ê, qua bên kia coi thử đi.
Đại nhân. Phu nhân. Phu nhân. Hai người về rồi à? Chúng tôi nghe nói mọi người về Lâm Thanh Châu rồi, cảm thấy cuộc chiến lần này không dễ, sợ không đủ nhân lực nên tới đây hỗ trợ. Vậy thì lần này đừng có lỗ mãng nữa. Vết thương của ngươi đã ổn chưa? Đã ổn rồi. Vậy thì tốt, đến là tốt rồi. Mau nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Ta nhờ Thất Thái chuẩn bị vài món ngon cho hai người. Cảm ơn phu nhân. Lưu đại nhân đích thân tới đây tiễn tôi à? Ây chà, coi ngươi nói gì kìa. Uống đi rồi nói chuyện, nói không xong thì ta tiễn ngươi. Ngài chém đầu tôi nhanh nhanh đi ha, coi như tôi cũng sớm được giải thoát. Chém đầu ngươi, ngươi gấp gáp quá rồi đó ha. Nói trước đi, nói đi ha. Nói cái gì? Ngươi nói coi cái gì. Nói về chuyện lương thực đó. Chuyện cướp lương thực này, 2 năm trước tôi đã làm mấy vụ rồi. Năm đó đại hạn, thôn chúng tôi không thu hoạch được gì. Thôn chúng tôi có hơn 100 người đói chết, còn lại tầm 70-80. Tôi với mấy huynh đệ còn lại vì giữ tính mạng đã cướp vài lần. Ta hỏi ngươi lần này. Tôi làm người, nói một là một, nói hai là hai. Làm thì nói là không, làm thì nói không làm. Làm gì tôi sẽ nhận. Nhưng lần này Lý Nhĩ Đa đổ tội danh lên đầu của tôi, tôi thật sự không làm. Cho nên Lưu đại nhân, ngài cứ chém đầu tôi đi, nhưng mà kêu tôi phải nhận tội, tôi không làm được. Vậy thì không đúng rồi. Lúc trước là chuyện lúc trước, chúng ta không nói. Lần này nếu ngươi không nhận thì quan phủ không cách nào chém đầu ngươi được đâu. Lưu đại nhân, Trấn Sơn Hổ này với cái tên này chính là thổ phỉ. Cho nên tôi nghĩ lần này ngài chém đầu tôi đi, nếu thật sự có thể làm khắp nơi khiếp sợ lão ba tánh thêm được chút lợi lộc, cho dù là trong chén lão ba tánh có thêm hớp cháo, trên tay thêm cái bánh bao, coi như kiếp này tôi tích đức đi. Ý chà, câu này ta thích nghe. Nào, uống một ly. Nói tiếp đi. Lưu đại nhân à, ngài thật sự đã vì lão bá tánh làm nhiều việc. Mới mấy ngày trước, ngài đã viết cái tên tác cái gì đồ đó, thật sự đã trút giận được cho lão bá tánh rồi. Chỉ dựa vào chuyện này, tôi kính ngài. Đào, cảm ơn người. Cái chuyện... Cứ nói tiếp, nói đi. Lưu đại nhân, ngài vẫn nên chém tôi đi. Sao ngươi lại cứ nôn nóng như vậy chứ? Hả? Ở đâu ra mà có cái câu nói này, cứ sốt sắng muốn được chém đầu vậy? Không phải là gì chuyện này đâu. Mà ngài có còn nhớ lúc ngài đi lên núi đã trúng một mũi tên không? Ta biết. Ý ngươi muốn nói mũi tên đó là của ngươi cho ta. Nhưng mà lúc mũi tên đó bắn tới thì ta đã biết không phải ngươi muốn lấy mạng của ta. Nếu ngươi thật sự muốn lấy mạng ta, chúng ta không cách nào ngồi đây uống rượu rồi, đúng không? Lưu đại nhân, nói thật thì lúc đó tôi không kiềm chế được, thật sự là tôi đã muốn bắn chết ngài. Nhưng mà ngay trong lúc đó tôi lại mềm lòng, dựa vào chuyện này để ngài chém tôi. Được. Không được đâu. Hả? Trấn Sơn Hổ, đây là 2 món nợ. Một cái là thù riêng, một cái là chuyện công. Ta với ngươi chuyện tư thù trước nha. Ngươi dựa vào đâu mà bắn ta một mũi tên? Lưu đại nhân, ngài có còn nhớ Từ Ngủ không? Ta nhớ chứ. Từ Ngủ với ngươi có quan hệ gì? Từ Ngủ với tôi không có quan hệ gì. Nhưng người đi theo bên cạnh hắn có đệ ruột của tôi. Từ nhỏ cha mẹ tôi chết sớm, tiểu tử đó là tôi đi đổ phân đổ nước tiểu nuôi nó. Kết quả cái hôm ngày bắt Từ Ngủ đã giết chết nó. Tôi cảm thấy nếu tôi không báo được thù thì tôi không thể nào nuốt trôi cục tức này. Nhưng mà nếu tôi thật sự bắn chết ngài thì cảm thấy lương tâm không cho phép. Được rồi, tư thù của chúng ta coi như cho qua đi, được không?
Lưu đại nhân, ngài nói vậy là sao? Còn có ý gì nữa? Ngươi bắn ta một mũi tên, không bắn chết ta, ta đâu thể bắt ngươi. Ta cũng không thể nào chém đầu ngươi được. Chuyện này cho qua đi. Bây giờ ta bàn công sự với ngươi. Công sự là quốc sự, là chuyện quan trọng, cần phải cẩn thận. Trấn Sơn Hổ, chuyện cướp lương thực là ngươi làm thì do ngươi làm, không phải ngươi làm thì không phải ngươi làm. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có làm không? Đại nhân, chuyện này tôi thật sự không làm. Lưu Hiển Nhi, đúng chưa? Gọi người cởi trói cho hắn ta đi. Dạ. Trấn Sơn Hổ. Hả? Ngươi về đi. Đại nhân à, ngài thả tôi đi như vậy sao? Vậy phải làm sao? Chuyện công đã xong, tư thù đã rõ, không thả ngươi thì làm gì? Ta cũng đâu có cách nào chém đầu ngươi. Đại nhân, Trấn Sơn Hổ tôi hôm nay coi như được quen biết ngài. Chuyện đó, vết thương bị tên bắn, không nặng lắm chứ? Sao lại không nặng được chứ? Tới bây giờ ta cũng còn đau đây nè. Hơn nữa chỉ có một mũi tên thôi sao? Đại nhân, mũi tên thứ hai không phải tôi nhắm vào ngài, mà tôi nhắm vào cô nương bên cạnh ngài thôi. Tôi nghĩ mình không thể bắn ngài, không lẽ không bắn được cô ta sao? Ai mà ngờ ngài còn thay cô ấy đỡ một mũi tên. Bây giờ tôi thật sự tâm phục khẩu phục ngài. Ta cũng thật lòng nói cho ngươi biết, chắn mũi tên đó là do ta bất cẩn. Cô nương người ta tốt số thôi. Trấn Sơn Hổ, sau khi quay về thì thay đổi triệt để, làm người tử tế. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể làm người khác bị thương. Phải làm người tốt nha. Được. Lâu chưa? Thì ra vết thương trên tay của ngài là cứu thua cô nương mà ra. Không phải ta đã nói rồi sao, là bất cẩn thôi. Không ngờ lão gia còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Nè, con có thôi đi không? Hiển Nhi à, chuyện này con biết thì nuốt vào trong bụng là được. Đừng nói cho ai biết hết nghe. Con hiểu rồi. Đi. Hiểu rồi. Uống đi, tao cho quên uống đó. Tần Bổ Đồng. Hả? Chuyện này là sao vậy hả? Thì uống quá chén thôi. Trời ơi, có phải là ngài cũng uống không ít không? Ta không sao hết. Ngồi xuống đi mà nghỉ ngơi đi. Không sao là không sao mà. Cô chăm Quỳnh đấy đi. Ta đi về trước kìa. Đi về. Ngài đi đường phải cẩn thận đó. Quay về phải uống nhiều nước một chút nha. Biết rồi. Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Mộng Nam cô nương. Hả? Hạ Tứ Phong sao vậy? Uống nhiều rồi, tôi lau người cho huynh ấy. Trời ơi, sao có thể để cô làm chuyện này? Đây, để tôi lau cho. Tránh sang bên đây. Tao lau chết huynh luôn. Huynh lau nhẹ một chút đi, huynh ấy say lắm rồi. Tôi đã lau nhẹ lắm rồi. Mộng Nam cô nương. Hạ Tứ Phong, huynh cũng quá đáng thiệt. Thất thấy người ta chăm sóc huynh, huynh còn luôn gọi tên Mộng Nam cô nương hả? Tay còn nắm chặt. Huynh còn...
Thất thái, tôi giúp cô. Ê, không cần, để tôi làm. Sao cô còn giặt đồ cho Hạ Tứ Phong nữa? Thì không phải hôm qua cô ấy uống say sao? Đồ cũng hôi nữa. Cái tên thúi tha, không hôi không hợp với khí chất đó. Sao huynh lại nói như vậy chứ? Hơn nữa phu nhân đã nhờ tôi giặt giúp, không giặt được sao? Phu nhân giao cho cô, vậy còn được. Nhưng mà tại sao phu nhân lại giao cho cô giặt đồ của Hạ Tứ Phong vậy? Huynh nói vậy là sao hả Lưu Hỷ Nhi? Tối hôm qua Hạ Tứ Phong quá đáng thật mà. Cô vừa chăm sóc vừa giặt đồ cho huynh ấy, nhưng mà trong lòng huynh ấy nhớ người khác. Cô tốt nhưng mà huynh ấy đâu có biết đâu. Tôi thấy rất là bất bình cho cô đó. Tôi cần huynh thấy bất bình thay tôi sao? Có liên quan gì tới huynh đâu chứ. Cô thật sự không có biết đâu. Sau khi hôm qua cô đi á, huynh ấy còn sôi nổi hơn nữa kìa. Huynh nói đủ chưa vậy hả? Tôi chỉ á, mới sáng sớm ra hai người làm sao vậy? Mộng Nam cô nương, không có gì, không có gì. Không có gì, chắc chắn là có. Thất thái, có chuyện gì cứ nói với tôi. Có phải huynh ấy ức hiếp cô không? Không có gì đâu, Mộng Nam cô nương. Đúng rồi, tôi còn có việc khác nữa. Tôi phải đi trước đây. Có phải huynh ức hiếp người ta không? Mộng Nam cô nương, không có liên quan gì tới cô hết. Nhưng cô lại không thể thoát khỏi liên quan. Huynh nói vậy là sao? Nè, huynh nói rõ ra một chút đi. Thì hồi tối hôm qua Mộng Nam cô nương. Ê, Hà Thiệu Vệ, chào huynh. Chào Hạ Tứ Phong à. Huynh cũng vô lương tâm thiệt nha. Ngay cả một lời cảm tạ cũng không nói, còn xem như không thấy ta nữa chứ. Ta cần phải thấy huynh sao? Cái con người huynh không phải không nhận nợ chứ. Đêm hôm qua huynh uống say, sau khi về nhà ta đã chăm sóc cho huynh. Huynh còn nôn khắp người của ta, bây giờ còn giả bộ không nhớ à? Ta nói huynh thật là. Ê, Mộng Nam cô nương. Cô phải phơi đồ sao? Sao không gọi ta giúp cô? Không phải ta phơi đâu, là thất thái. Cô vẫn chưa giặt xong, ta đi giúp một tay ha. Nói chuyện đi. Cái đó Thu sao lại đi rồi? Hạ Tử Phong, huynh giỏi thật ha. Lần này huynh đắc tội cả hai người luôn rồi. Cái gì mà nói ta đắc tội với hai người chứ? Ý huynh là sao? Tối hôm qua huynh uống say quá, giống như thất thái người ta chăm sóc huynh. Đột nhiên huynh lại gọi tên của Mộng Nam cô nương. Sau đó thất thái người ta tức tối quá bỏ đi. Huynh nói linh tinh thôi, không thể nào đâu. Ta nói nhảm, không tin thì huynh đi hỏi thất thái đi. Ai giặt đồ của ta vậy? Sao vậy? Cái này, đồ của ta không phơi như vậy được, phải hong gió tự nhiên, phơi nắng sẽ bị bạc màu. Trời ơi, cái này phải làm sao đấy? Hạ Tử Phong, ta phát hiện huynh uống được chút rượu thì huynh giỏi lắm. Huynh đúng thiệt là nhiều chuyện mà. Huynh có thái độ gì vậy? Thất thái à? Hả? Cô đang nghĩ gì vậy? Có tâm sự hả? Không có. Không có, còn nói là không có. Trên mặt cô viết đầy chữ rồi kìa. Có chuyện gì cô nói với tôi đi. Nói đi mà. Cô nói ra tâm sự của mình đi. Nói với tôi đi, nói đi. Hôm mà Hà Thị Vệ uống say. Uống say hả? Chuyện này tôi biết rồi. Lúc nãy Hiển Nhi còn nói huynh ấy nôn ra một đống. Vậy Hiển Nhi có nói với cô chuyện huynh ấy gọi tên của cô không? Gọi tên tôi? Huynh ấy luôn gọi tên cô. Cô vì chuyện này mà không vui hả? Tôi biết rồi. Cô ghen với tôi. Cô yên tâm đi, tôi không thích Hạ Thị Vệ đâu. Cô nói thật hả? Thật chứ sao. Con người của cô ấy khá tốt, tôi cũng không có phản cảm. Nhưng cô ấy cao ráo lại rất ưa nhìn. Cô còn không thích thì thích mẫu người nào chứ? Tôi thích mẫu người sao hả? Tôi thích một người không nhất định phải vừa cao vừa đẹp trai. Dù sao thì cũng phải là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm. Làm việc thì thật là nghiêm túc, bình thường sẽ khá là hài hước, nhìn rất dễ thương, giống con nít vậy. Mộng Nam à, tôi có câu này phải nhắc nhở cô nha. Đừng có nói vậy trước mặt của Cách Cách. Nếu không thì người lại đuổi cô ra ngoài đó. Cô đang nghĩ gì vậy? Lại nghĩ nhiều rồi. Tôi có nói gì sao? Cô còn không nói gì hả? Tôi phát hiện con người cô, tôi có lòng tốt an ủi cô. Cô còn đem tôi ra làm trò đùa. Tôi không có phải nói không? Gì nha. Tôi có còn nói gì đâu. Có gì tôi hả? Đã nói gì với cô hả? Nè, có phải đâu. Cô làm như vậy. Nè,
Ăn nhiều chút đi. Ăn đi. Lão gia, nhìn cái gì mà nhìn lâu quá vậy? Lý Nhĩ Đa sai người tới tặng một bức tranh, nhờ ta cho ý kiến. Tranh của hắn có đẹp thì cũng ít gì đâu, nhìn sao cũng giống người xấu, chỉ biết mỗi diễn kịch. Ê, ta thấy cũng được mà. Chí ít thì hắn ta không muốn diễn chung với đám quan thần bẩn thỉu kia. Có thể có một vài chỗ không thể làm theo ý mình. Nè, nàng xem bức tranh của hắn có thể nhìn ra ẩn nhẫn khắp nơi, giấu dốt khắp chốn. Ê, đáng tiếc là đang làm quan. Lão gia, ngày sau vậy? Đi có một lần thì cảm thấy hắn là người tốt rồi. Không có. Ta cũng không có nói hắn ta là người tốt. Ta cảm thấy hắn giống người tốt mà thôi. Thấy tội hắn bị quan trường Sơn Đông này làm cho giấy bẩn đến nỗi. Ta mặc kệ hắn là người tốt hay xấu. Chàng mau phá cho xong vụ án rồi chúng ta về. Ở Lâm Thanh Châu này, trong lòng cứ cảm thấy không yên tâm. Ê, phu nhân à, có thể còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Mặc kệ chờ bao lâu, lần này ta đều muốn ở bên cạnh chàng. Phu nhân, thật ra ta vẫn luôn muốn nói với nàng, nàng không cần phải ở đây chịu khổ đâu. Chàng xem, lại có chuyện không nói với ta rồi. Không phải, ta định là ngày mai Tần Lãng phải theo ta tới kho lương điều tra. Lý Nhĩ Đa đã hứa cứu trợ lương thực 20 ngày. Thật sự rốt cuộc có đủ hay không thì ta không biết. Lần này mà đi, lão bá tánh lại phải đói bụng. Vậy ta đi với chàng. Nàng đừng có đi. Ta đi rồi về bẩm báo với phu nhân được không? Vậy ta ở dịch trạm cũng chẳng có ích gì. Phu nhân có thể đi cứu trợ các nạn dân. Vậy cũng được. Ta có thể đi nấu cháo cho họ. Nhân tiện giám sát Lý Nhĩ Đa. Phu nhân vất vả, phu nhân vất vả rồi. Thấy chà. Lâu chưa? Lâu chưa? Nè, người nào đưa tới vậy? Một đứa trẻ, là ai sai đưa tới thì không biết, con để nó đi rồi. Mọi người mở ra xem thử đi. Có thể chúng ta sắp bận việc rồi. Lâm Thanh Châu có người chuyển lô lương thực cứu trợ bỏ vào kho riêng. Tại sao lại có chuyện này? Bây giờ Lâm Thanh Châu đang thiếu tiền thiếu lương thực, quan trọng lúc này là trấn an nạn dân, còn xảy ra chuyện này nữa. Đúng là quá đáng thật đó. Cho nên mới nói Lý Nhĩ Đa này không đơn giản vậy đâu, còn giấu một bí mật như vậy đó. Lưu đại nhân, cái tờ giấy này là ai gửi tới đây, còn ngay lúc quan trọng như vậy nữa? Chuyện tốt mà, chứng minh đã xuất hiện một người không đồng lòng với hắn ta. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đi? Bắt đầu từ mai, chúng ta lần theo địa chỉ cung cấp trên tờ giấy này, bắt đầu điều tra lương thực cứu trợ được cất ở đâu. Tử Phong, cậu ở nhà lo sự an toàn cho người trong nhà, chờ giao nhiệm vụ ha. Được. Vẫn theo quy tắc cũ, trước khi không tra ra chân tướng, mọi chuyện không thể nói với phu nhân. Được. Đại nhân, trên tờ giấy này có viết đây là chỗ cất giấu lương thực cứu trợ, nhưng mà sao không thấy giống kho lương gì hết vậy? Nếu như là một kho lương thì xem thử đi. Chỗ nào chỗ nào? Ê, Lưu đại nhân. Lý đại nhân. Đúng là Lưu đại nhân thật rồi. Thật bộ đầu. Đại nhân, ta còn tưởng thuộc hạ của mình nhìn lầm chứ. Đâu có. Chà, Lý đại nhân như vậy, chuyện này là sao vậy? À,
Lưu đại nhân à, đây là kho lương cứu trợ của Lâm Thanh Châu, bất kỳ ai cũng không được bước vào đâu nghe. Ý chà, lúc ta vừa mới tới thì không thấy ai canh giữ hết mà. Không phải lúc nãy có viên bộ đầu canh gác ở đây sao? À, đừng canh gác ở chỗ tối, phát hiện được ngài với tần bộ đầu dạo bước vào cũng không dám bước tới ngăn cản, lập tức báo với ta đó. Ta còn thắc mắc sao Lưu đại nhân lại dạo bước tới đây vậy. Đều tại ta, đều tại ta. Ê chà Lý đại nhân, ngài xem ta đó, đi lang thang quanh đây, đi một hồi tới chỗ này, nhìn thấy ngôi nhà này cũng được mắt nên ta vào xem thử, không ngờ lại là kho lương, thành ra lại gây chuyện. Lý đại nhân thông cảm, thông cảm. Kho lương, quả thật là kho lương mà. Mà Lý đại nhân, nếu như nói chỗ này là kho lương vậy, chúng ta xem thử đi, xem chúng ta còn bao nhiêu lương thực dự trữ chứ. Lưu đại nhân à, có phải ngài đang lo hạ quan cắt xén lương thực cứu trợ không phát cho bá tánh hay không? Ý chà Lý đại nhân, ngài đang nói đi đâu vậy? Không phải nạn dân nhiều sao? Bổn quan cũng thấy sốt ruột nên muốn vào trong xem thử còn bao nhiêu lương thực thôi à. Để đập tan nghi ngờ của Lưu đại nhân á, ngài vẫn nên đi xem thì hơn. Người đâu? Nè, mở hết tất cả các cánh cửa để Lưu đại nhân vào trong điều tra. Không cần, không cần, không cần. Không cần đâu, ngài xem chuyện gây náo loạn này làm Lý đại nhân nghĩ nhiều rồi, không cần xem nữa ha, ngài thông cảm. Trời trời ơi, Lưu đại nhân suy nghĩ cho dân, hạ quan hiểu hết. Nhưng cũng mong Lưu đại nhân yên tâm, nếu ta đã định ngày nấu cháo thì không dám lười biếng chút nào. Vậy được, vậy được, vậy thì ta không phiền nữa, cáo từ ha. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Nếu Lưu đại nhân đã tới, kiểu gì cũng phải tới phủ uống vài ly để hạ quan tận tình nghĩa chủ nhà chứ. Ê, không cần. Không khác đi, không khác, không khác sẽ tới phủ tạ tội với Lý đại nhân. Trời đất ơi, vậy ngày khách sáo quá rồi, ta không giữ chân ngày nữa, Lưu đại nhân. Vậy được, 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 được. Đại nhân, sao Lưu Dung lại tìm tới đây được chứ? Được nước lấn tới, theo dõi hắn, không bỏ qua nhất cử nhất động của hắn được. Dạ. Tại sao hắn có thể tìm ra được chỗ này chứ? Hạ đại nhân. Mời vào. Tôi tới để trả đồ cho ngài. Cái này không phải của ta. Đúng, túi tiền không phải của ngài, nhưng mà ngân lượng bên trong là của ngài. Ý của cô là sao? Mấy hôm trước tôi không có làm gì, ôm lại chút nữ công. Đúng lúc hôm qua thấy túi tiền của ngài bị rách một lỗ. Như vậy làm sao được chứ? Túi tiền này ngài lấy dùng tạm đi. Cái này quý quá rồi, ta không thể nhận. Không quý đâu, không quý đâu mà. Ngài đã cứu mạng của tôi, đại ơn đại đức này làm sao tôi không báo đáp ngài được. Cái túi tiền này Hà đại nhân cứ nhận lấy đi. Cô làm như vậy, vậy thất thái không làm phiền ngài nữa. Cáo từ. Ê, không được. Nè. Ê. Đại nhân à, tôi đã kiểm tra bên trong không có quan ngân, lương thực cũng chưa tới chục bao. Đừng nói nấu cháo 20 ngày, kéo dài 3 ngày cũng khó. Cậu tra kỹ rồi chưa? Ta đã tra kỹ rồi, kiểm tra cả sàn và tường không vấn đề gì hết. Vậy thì không đúng. Vị trí cung cấp trên giấy chính là ở đây. Sao lại không có dấu vết nào được chứ? Có khi nào tin tức cung cấp trên tờ giấy kia là sai không vậy? Cố tình quấy nhiễu việc nghe ngóng. Không cần thiết chứ. Nếu như không có tin này, chúng ta cũng sẽ sớm đi thôi. Đánh lừa dư luận không phải rất nhiều việc sao? Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Vị trí này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không thì không phải chúng ta vừa tới, Lý Nhĩ Đa đã nôn nóng đuổi theo tới nơi rồi. Vậy đi,
Ngày mai hai chúng ta đi xung quanh hỏi thăm xem có manh mối gì ở chỗ bá tánh không, gọi hạng võ Cát Xuân theo dõi có tin gì kịp thời báo cáo. Dạ rõ. Người mau thúc ngựa cưỡi tới Tây Nam. Dạ biết rồi. Ý chà, chào đại tỷ. Làm phiền. Ê, ha. Các người làm gì vậy? Bọn ta là người làm ăn của Đông Xương Phủ. Nói thật thì muốn cân nhắc thử mấy căn nhà gần đây ha. Đi xem nhà. Cô nói thử xem gần đây có chỗ nào tốt hơn không. Mua nhà hả? Ờ. Đừng có mua ở gần đây nha. Ủa, sao cô lại nói như vậy? Trời ơi, các người nghe tôi là được rồi. Đi chỗ khác tìm đi. Không được rồi đại tỷ. Cô xem người ngoài bọn ta cũng không hiểu tình hình địa phương lắm. Bọn ta thấy chỗ này cũng yên tĩnh và tao nhã mà. Mà chỗ này có gì bí hiểm cô phải nói ra thử xem. Thấy ông cũng là người giàu có, ông đừng để lây xui ở đây. Có một căn nhà gần đây là nhà ma đó. Úi trời, nhà ma sao vậy chứ? Shh, nhỏ tiếng thôi. Cách chỗ này không xa. Căn nhà này mấy năm trước toàn bộ người nhà đều chết. Kể từ dạo đó, mỗi lúc nửa đêm đều truyền đến âm thanh kỳ quái. Người có gan thì qua xem thử. Cuối cùng không phải bị điên thì cũng ngớ ngẩn, chữa hoài không khỏi, không ai mà thoát được hết. Ý cô là cái kho lương bên phía nam à?